thắp sáng tài năng xứ nhãn, một game show truyền hình dành cho lứa tuổi học trò, nơi tài năng được thăng hoa và tỏa sáng. Quy tụ những nhà thông thái đô tài tri thức, xứng danh đất học. Vâng, những chàng báo này giòn giá đã cho thấy đó là một câu trả lời chính xác ạ. Câu trả lời cùng phần giao lưu với khán giả, phóng hình, hồi hộp cùng những phần quà hấp dẫn của chương trình. Đặc biệt, phần thi sân trường sôi động, rộn vang tiếng cười vui. Trò chơi đối kháng đầy kịch tính mang lại cảm giác hồi hộp và cảm xúc vỡ òa của đội thắng cuộc. Nơi hội tụ những khoảnh khắc dí dỏm, hài hước, tự tin của lứa tuổi học trò. Đội nào sẽ bước vào vòng trong, vòng của người chiến thắng? Hãy cùng theo dõi số đầu tiên được phát sóng vào 20:20 thứ Bảy ngày 18/7/2020 và phát lại vào 8 giờ sáng Chủ nhật hôm sau trên Phương Điên TV.